Kính thưa quý vị, thời gian qua, trên các hội nhóm mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ thiện cho các trường hợp gặp khó khăn về viện phí hiện đang được điều trị tại bệnh viện lớn. Điều đáng nói, đa phần những thông tin về các trường hợp này ngay sau đó được phát hiện là giả mạo, dùng chiêu trò để vận động từ thiện sai mục đích, gây phẫn nộ và bức xúc cho nhiều người. Mới đây, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác Bệnh viện Chợ Rẫy, vừa đăng tải trên trang cá nhân cảnh báo phản hồi về thông tin một vị tu sĩ đang điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ. Theo đó, ông cho biết không có chuyện sư phụ Hương Nhũ nhập viện Chợ Rẫy. Trước đó, trên một trang fanpage đã đăng tải thông tin về trường hợp sư cô Thích Nữ Hương Nhũ đang tu học tại chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, hiện đang điều trị tại phòng hồi sức ngoại thần kinh, lầu 2 bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Người đăng tải bài viết sau đó đã tiến hành kêu gọi cúng dường để sư cô trị bệnh bằng cách chuyển khoản vào một tài khoản cá nhân được cho là thế danh của sư cô Hương Nhũ. Đáng chú ý, bài viết này thu hút hơn 27.000 lượt thích với khoảng 10.000 bình luận có liên quan và hơn 4.500 lượt chia sẻ. Không chỉ đại diện phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy bác bỏ thông tin thất thiệt, không đúng sự thật về trường hợp này, đại diện chùa Thiên Quang ngay trong ngày 24 tháng 4 vừa qua cũng đăng tải thông tin lên trang fanpage khẳng định đây là thông tin giả mạo. Trong cái thời gian gần đây, các cái hoạt động kêu gọi giúp đỡ bệnh nhân khó khăn liên quan tới Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Hiện tại thì cho tới bây giờ thì không có trường hợp chúng ta gọi là sư phụ Hương Nhũ nhập viện ở Bệnh viện Chợ Rẫy, đó là một cái sự bịa đặt. Cái việc mà mạo danh bịa đặt những cái trường hợp khó khăn tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì nó rất là ảnh hưởng tới cái hoạt động của phòng công tác xã hội, bởi vì khi xảy ra những trường hợp như thế này thì nó sẽ bào mòn cái lòng tin, bào mòn vào cái sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong cái quá trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trong cái tầm vóc nhiệm vụ của phòng công tác xã hội thì chúng tôi cũng đã làm hết khả năng để mà có thể ngăn chặn cái tình huống này. Mọi thứ thì hiện tại vẫn chưa có dẹp được cái sự lợi dụng bịa đặt và mạo danh để nhằm lừa đảo đưa cái số tài khoản của cá nhân vô nhằm chiếm đoạt tiền của các mạnh thường quân. Tương tự, thời gian qua, liên tiếp các trường hợp giả mạo thông tin, làm giả giấy nằm bệnh viện của người dân, chức sắc tôn giáo để kêu gọi từ thiện được phát hiện và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với việc tiềm ẩn các dấu hiệu tội phạm gây nguy hại cho xã hội, gây mất niềm tin trong nhân dân, hành vi này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật theo quy định hiện hành nếu phát hiện có sai phạm xảy ra. Cụ thể, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017, thì hành vi mạo danh người khác nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù có thời hạn lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Ngoài ra, mạo danh người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Riêng đối với những trường hợp có mục đích ban đầu của việc kêu gọi ủng hộ là để từ thiện, nhưng sau đó khi nhận được tiền ủng hộ thì lại sử dụng không đúng mục đích đã kêu gọi, ví dụ như sử dụng vào mục đích cá nhân, mua nhà, xe, kê khai khống số tiền thực tế từ thiện để phù hợp với số tiền đã nhận ủng hộ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền từ thiện từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng đã bị xử lý về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc bị kết án nhưng chưa được xóa án tích thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 của Quốc hội.